Dạ, mình nắm tay, nắm nắm giò con, nắm giò nó. Kiệt ơi Kiệt, mà mình cái giò của mình bị điện giật rồi, mình phóng ra ngoài thôi, chồng mình thì thôi đi. Em ơi điện anh em, ai ngờ tới ổng nắm tay điện đâm như cộng như chì, bây giờ nằm trên đó với con. Quá xót xa gia đình của anh Phước 44 tuổi ra đi cùng với con trai tên Kiệt 14 tuổi. Khi hay tin con của mình bị điện giật, anh Phước cùng với vợ và người chị gái chạy đến cái hiện trường và không may anh Phước vịn vô cọng dây chì và anh ấy đã ra đi cùng với con trai. Được biết gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, ngày hôm nay anh em đến đây để hỗ trợ một số tiền của chị Duyên ở bên Mỹ để gửi hỗ trợ cho gia đình. Câu chuyện xảy ra tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện, mời Quyên và của chúng em cùng xem video ạ. Thì mấy em trước tiên đến đây xin gửi lời đầu tiên là chia buồn đến gia đình của chị để bớt buồn ha chị. Dạ. Thứ hai mấy em cũng muốn tìm hiểu nguyên do của chú và người em ra đi như thế nào á. Dạ. Rồi mấy em có hướng để giúp đỡ gia đình mình một phần nào, nghe nói gia đình cũng khó khăn á. Dạ. Thì chú và người em mà ra đi như thế nào á chị? Trước khi con nó đi ra ngoài đồng, nó đi bắt cua. Nó hỏi nó đi học về, nó nói mẹ ơi con đi bắt cua nghe mẹ. Nói ở nhà đi con chút ăn cơm. Nó phóng nó đi. Đi một hồi thằng kia nó cô ơi thằng kia nó kêu nó không lên tiếng. Kêu không lên tiếng, nó chạy phóng giò bỏ chạy, mình chạy trước. Bỏ chạy tới cô ba nó chạy theo là chị chồng chạy theo. Mình nắm tay nắm giò con, nắm giò nó. Kiệt ơi Kiệt, mà mình cái giò của mình bị điện giật rồi, mình phóng ra ngoài thôi, chồng mình thì thôi đi. Em ơi điện anh em, ai ngờ tới ổng nắm tay điện đâm như cộng như chì, bây giờ nằm trên đó với con. Tức là cháu dạ bình tĩnh chị ơi. À, cháu nhỏ là tức là bị điện trước ha. Điện trước. Rồi ai phát hiện chị? Thằng bạn của nó đi chung, nó chạy ra kêu cho hay. À. Mình chạy ra trước đầu tiên. Là chị ra trước ổng. Hả? Dạ. Rồi chị mới chạy vô kêu chồng mình ra. Không, cũng chạy theo lưng sau lưng luôn. À, là tất nhiên lúc đó hai vợ chồng đi, nhưng mà chị chạy ra ngoài sau. À, vậy là mấy người lần ha. Rồi đó mình cũng bị tê luôn. Trời ơi. Chị giật ra, chắc là được. Nếu mà không mấy là cũng dính luôn rồi đó. Chàng ơi. Vậy là chị ra trước rồi, cái đầu chị Vịnh thằng nhỏ bị tê giờ chị biết ha. Dạ, em đi trước, em nắm giò, em nhón ruột con em mà. Nhón ruột nắm giò mà cái giò em giật, biết giật em phóng ra ngoài, chồng em nói em ơi điện nghe em. À. Mà ai ngờ đâu ổng nắm cây chì ổng mẹo đầu nó, chàng ơi chồng của tôi bây giờ tôi thấy thằng chồng với con tôi phải nhắc tới là tôi khối khùng rồi, tôi nói phải cướp điện cho tôi. Cướp điện, tôi thấy chị ba tôi ra, chị ba chạy vô nhà hay kêu cướp điện nghe chị ba. Hết biết giờ đó tôi hết biết. Chị cho em hỏi là cái hàng ngày đó người con của chị mà có thường xuyên đi bắt ốc không chị? Không có bắt ốc. Dạ. Tại ngày đó bộ nó ham vui sao không biết, ngày sao không biết. Xui khiến như ta. Xui khiến như sao đó. Cái điện đó là cái dây điện sao mà bị chị? Không biết, chừng do hiên do làm sao cũng không biết luôn. Dạ. Có lâu rồi. À, dây điện của ta tới giường ha. Tôi gãy. Yeah. Ảnh năm nay nhiêu tuổi vậy chị? 44 tuổi. Còn cháu? Cháu 14 tuổi. Yeah. Vậy là cháu mới học chắc lớp 8, lớp 9 lớp 8 à, thằng kia lớp 10. Dạ, cho hỏi về hoàn cảnh của mình chút xíu rồi ngoài cháu với ảnh ra thì mình còn mấy người con nữa chị? Thằng có hai đứa con rồi, thằng kia có hai con, còn có hai mẹ con, nói chung là còn hai mẹ con à. Bốn người mà còn bây giờ hai cho con đi, còn hai mẹ con. Bé là nó có cái điểm trước. Có điểm luôn hả? Có điểm nó báo. Nó trước khi nó ngày hôm qua nó đi học với bạn vô trường với bạn á. Bạn ơi bữa nay tôi nói chuyện, tôi đi gặp mấy bạn gặp tôi một lần này nữa là
không gặp tôi nữa, tưởng mấy bạn nó tưởng tôi thi rồi nghỉ vài ngày. Yeah. Ai ngờ đó bữa nay đi ra là mấy bạn nó đi ra đây ngày hôm qua chăn chối ngày hôm qua bữa nay. Tự nhiên nói vậy à? Tự nhiên nói bị tôi nói với bạn nó vậy đó chứ trong nhà không ai không biết luôn. Rồi nó có giải thích với bạn nó là nó nói là tại sao không gặp nó không chị? Không nói vậy thôi. Bạn nó suy nghĩ ra thi rồi nó nghỉ giải lao vài bữa nữa nó mới vô học thôi. Ai ngờ ra cho câu xảy ra câu chuyện này. Dạ, giống như một cái lời chối ha. Bởi chăn chối với bạn nó chứ không chăn chối nhà. Sự việc là xảy ra nghe nói là chiều hôm qua phải không chị? Chiều hôm qua 5 giờ chiều hôm qua. Em cũng có nghe nói là ngày hôm qua là buổi sáng cũng có nấu cơm cúng ai trong gia đình phải không chị? Dạ ông ba chồng. À. Cha ruột của vậy là buổi sáng là nấu cơm cúng chánh. Dạ. Buổi chiều là xảy ra sự việc luôn ha. Dạ. Rồi thường hàng ngày là gia đình mình có làm cái công việc gì làm mình thuê cũng mướn mà. Mình thuê hay chị? Có đắp cát ruộng rẫy gì không? Không. Yeah. Mướn đất lộn mặn không mà. Bây giờ là ống mắt rồi nghỉ mướn đất. Rồi đứa con lớn của chị là có còn đi học không? Còn đang đi học lớp 10. Vậy là anh với chị làm là lo cho hai đứa con. Dạ. Yeah. Bây giờ xảy ra câu chuyện này rồi hết chuyện hết mặn gì vậy mụn hết. Còn gì nữa đâu. Tự nhiên nói em ơi điện mà không tránh mà đi dịch cầm với chị quẹo cái đầu. Mấy nói gì không chị? Không có nói gì chứ. Không bình thường vậy ha. Không bình thường. Chỉ có thằng nhỏ là nó nói với bạn đó thôi. Có chỉ thằng nhỏ nó nói với bạn đó thôi. Trước còn là em nè nói chị ơi, tiêu nó ra là thứ hai nó ra chị chưa chị bắt đó. Chị buộc nó. Chị xuống đây. Chị xuống đây với chị luôn đi. Thì thứ bảy thứ sáu tối thứ sáu nó điện về một chuyện mà nói chị đám giỗ về đây nè ba không nói biết nhớ không nhớ rồi nó nói ông ấy con mắt làm sao rồi nó nói chị ra đây nè bỗng nói tới trước chị con mắt của em giờ nó còn mờ vậy đó. Yeah. Lâu lắm rồi nó bị lâu lắm rồi mà không có tiền cho nó chữa trị mắt. À. Rồi nói thôi năm nay chị mà ăn cũng đỡ mấy thì con nghỉ ngày đi lên đi chị cho tiền đi thắm mắt. À, dạ. Thì nó nói chị làm đêm mới làm ngày, nó chị làm đêm mà con Hảo nằm chống hết tới gì. Thì nó nói thứ hai còn thứ ba em nghỉ em lên với chị. Thì mới nói buổi tối đó là sáng chiều là nghe tin mắt hết hồn đi về luôn. Rồi hôm qua giờ hai áo quan này mà áo quan mình mua dịch vụ hay là từ thiện á chị? Mua trong cái phân cài luôn là mười mấy triệu. Hai cái mấy. Dạ. Là người ta tặng liệm chứ đem đi động quan luôn ha. Dạ. Này nếu mình chôn đất nhà hay gì chị? Đất nhà. Đất đằng nội ngắn á. Ngoài sao hay gì chị? Ngoài sao. Từ cái chỗ nhà mình đi đến cái hiện trường mới nơi mà xảy ra sự việc đó xa không chị? Gần. À. Ngoài hè. Rồi trước khi mà cháu đi ra ngoài hè bắt ốc một mình lên đó là có báo với chị là nó bữa nay thèm ốc hay là cái gì không? Không có nói gì trơn. Tự nhiên đi học về lột quần áo ra mẹ con đi bắt cua nghe. La nó mà cũng không có câm đồng mà nó chạy. Ta? Cũng khiến. Mà đó giờ cháu ở hôm nào bắt chị ha? Không. Nó nói là nó đi nó không có đi. À. Nói mà không có đi, nói la rồi nó không đi. Chiến này la rồi nó phóng chạy đi luôn. Khiến không biết sao điền, nữa với đi học tự nhiên nói với bạn vậy bởi vì tự nhiên đi học bởi bạn sáng nay bạn nó đi ra nói vậy đó mới biết đó nó nói bạn nó nói mấy bạn gặp tôi bữa nay lần này vài bữa mấy bạn không gặp tôi nữa đâu đến nay mấy bạn nó tưởng đâu mà nghỉ vài bữa ai ngờ đâu mới nói ngày qua bữa nay thì vậy đó. Xót xa ha. Rồi qua cái tang lễ chuẩn bị cho hai cha con á thì cái gia đình mình khó khăn gì không chị? Tại vì cũng có người nhờ mấy em nói gia đình khó khăn là khó khăn như thế nào chị? Không thì cũng vậy đó. Chị cho em hỏi hiện tại là hai cái áo quan đó là mình bỏ tiền túi cái mình mua hay là có mượn dây hay là có nhờ bà con giúp gì không chị? Bà con giúp không à chứ đâu mà bỏ tiền. Dạ, chung là bà con gom lại mua hai cái áo.
hai cái phòng đó. Vậy là bà con Hùng lại mua ha. Dạ. Thường hàng ngày đó là anh với chị làm cái công việc làm thuê mà làm gì? Chồng em đi dít đất mà ai kêu gì mặn nấy. Là công việc tự do ha. Dạ. Như thu nhập sao chị, thu nhập có ổn không? Thu nhập cũng được, đủ sống qua ngày. Dư thì không dư mà thiếu thì không thiếu ha, đủ dạ, sống ha. Dạ. Rồi chị có làm gì thêm không? Có, đi mặn mướn, nhà mặn cho chồng trọt vậy đó. Vậy là nói chung là hai vợ chồng là đều làm thuê làm mướn ha. Dạ. Nuôi hai con đi học. Dạ. Cháu học giỏi không chị? Cũng được. Cái ngôi nhà này cắt lâu chưa chị? Cắt cũng mấy năm mà. Nhà sàn ha. Nhà sàn. Trên tôn đó. Này bạn bè của bé trai nãy cũng có vô hả chị? Có vô chưa? Vô chắc sáng rồi. Vô sáng ha. Dạ. Mời nó ra, nó đưa tiễn bạn ra nữa. Dạ. Mai mấy giờ mình mới hạ nguyệt chị? 9 giờ mời. 9 giờ sáng ngày mai. Rồi hai cha con ra đi rồi chị sẽ trả đất lại. Dạ, chứ mặn sao nổi. Nữa. Dạ. Rồi chứ... chị mai mốt dự tính mình làm cái gì, còn lại một người con. Không biết mặn gì, chắc đi mặn mướn ăn nữa chứ làm sao giờ, mặn gãy sao nổi nữa mà gãy. Dạ. Rồi người con thứ hai bao nhiêu tuổi rồi chị? 15 tuổi. Phải cháu nặng không? Không, nó trong buồng, nó đuối lắm mà, giấc này nó đuối lắm. Trời ơi. Đuối lắm, nó nằm trong buồng. Mình mần gãy là mình mần cái gì đó chị? Trồng gì? Trồng cải rồi đó ha. Trồng cải, nói chung ra là ai kêu gì mặn nấy chứ không biết thì nói được. Làm thôi ha, ai thôi gì làm nấy thôi. Dạ. Thực sự ra đi mất mát rất là đau thương. Rồi đám giỗ của ông ba mới vừa đó rồi xong rồi qua bữa sau cái dạ. Hai cha con này. Bây giờ luôn á. Trong ngày luôn. Trời ơi. Giỗ buổi sáng buổi chiều xảy ra. Ba chồng. Giờ tới chồng. Đám giỗ tên chồng của ba nha. Buổi sáng là đám giỗ của trong dạ chiều đám giỗ của cha ai con. Lúc trước mà khi mà trước đây á thì ảnh có nói về cái vấn đề và bàn tính một cái công việc gì đó để mướn đất làm không chị? Mình thì nói cũng như thường ngày vậy đó, không có nói gì hết trơn á. Nói như thường ngày thôi. Chỉ có cháu là chỉ nhắn nhủ với bạn bè là cái điểm giống như điểm chăn cháu vậy thôi ha. Dạ, có anh thì không có nói gì ha. Không có nói gì hết trơn á. Mấy ngày trước cũng anh cũng đi làm bình thường hả chị? Bình thường. Này tại con bị trước là cha mới ra cứu đúng không? Dạ. Mà may mắn con là chị trước. Nè, chị cũng thoát nè. Không mà cái đó nó ổng ra sao mà ổng vậy đó, chứ tôi đi trước. Lúc đó là chị chạm vô cơ thể cháu luôn hả? Chạm vô giò thằng con luôn mà mình tấp đó hai cái giò nó tê rồi. Tê phải phóng ra ngoài liền. Phóng ra ngoài liền, ổng chạy tới, ổng nói em ơi điện thì thôi đi, chụp cái cọng dây chì, quẹo cái đầu, nó trời ơi, cấp đó tôi với người khùng rồi, trời ơi chồng tôi, cấp điện, cấp cầu dao đi. Cấp nó như là khùng đó. Mắt mình tỉnh đâu có làm được, con của mình biết nói em ơi điện á mà còn đi thì chụp. Chắc là sợ chị bị theo ha, là chụp vô bắt đầu là biết rồi, bà la lên liền. Nhưng mà chị rất bình tĩnh, lúc đó chị thấy tê tê là chị nhảy ra rồi. Dạ, lúc đó mà mình đi trước đó mà. Là lúc mà xảy ra cái sự việc đó là vào lúc đó là ai là người mà cho gia đình mình hay hả chị? Bạn của nó đi bắt chung á. Bạn nó đi mà đi chặn hai đứa đi chung á. Rồi nhà bạn nó gần đây không chị? Gần ngoài này nè. Sớm giờ nó có lại đây không? Không biết, mình nó. Rồi lúc đó là hai cháu đi bắt hả chị? Nên nói với bạn hả? Hai đứa à. Rồi lúc đó là trong cái thùng hay gì là bắt được con cua ngốc nào chưa? Không có chưa gì chưa. Dạ. Chỉ là mới ra thôi. Mới ra thôi là vậy đó. Đã thôi nói này là đi học về vừa tới vừa hỏi quay lên nhìn thằng kia vô liền kêu nó nói vậy đó. Vậy là mới đó, mới ra. Mới đó là gần đó không vậy chứ.
đau lòng. Đó là bắt ốc, ốc gì chị? Ốc trắng cua rồi đó. Nói chung ra này nó muốn, nó ham vui đó chứ không biết ốc gì. Đi bắt cái gì nấu ăn chứ vậy, nít mà. Rồi người nó không có ăn, nó bắt gì nó chơi, nó chơi. Là ham vui. Bắt gì chơi đó, đi với bạn bè đó. Chị còn nhớ hôm qua là lúc mà xảy ra sự việc như vậy là lúc mấy giờ không chị? 5 giờ chiều. Dướng vô phòng dây điện ha. Là cái công ty điện đó là sao chị, nó bị gãy này sao? Không có biết nguyên do là sao. Thì nói con tôi bị điện giật thì thôi chứ tôi đâu biết được cái vụ đó nè. Anh của cháu Kiệt hôm qua giờ là giống như là cái tinh thần xuống ở trong buồn không hả chị? Không, nó mới vô nằm thôi. Mới vô mệt. Dạ. Mỏi ha. Mệt mỏi nữa luôn. Mẹ coi nó ấy chờ đi vô đi ngồi chút nè. Bác bằng áo đen là mẹ của mẹ bà ngoại. Mẹ của em. Bác dạ. Xuống trò chuyện chút xíu được không bác? Dạ, đâu có gì đâu. Ngoại xuống ngồi đi. Chơi ngoại đi. Dạ chị ơi, thì thấy được cái sự ra đi của hai cha con của nhà chị đó rất là xót thương luôn. Thì hoàn cảnh cũng hơi khó, thì em cũng có một ít quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân xin gửi chị 1.000.000 từ tấm lòng của chị Phương Dung ở nước Úc 500.000, một em gái giấu tên ở Mỹ 500.000, thứ ba là của chị Quỳnh Mai Ngọc 500.000, gửi chị là 1.000.000 hỗ trợ nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chị ngoài. Rồi thì bữa nay thì em tới đây cũng chia buồn cùng gia đình của chị ha. Dạ. Thì em gửi cho chị 2 triệu là chị ăn chặn ở bên Mỹ 1 triệu với chị Vivian ở bên Mỹ 1 triệu. Để em gửi cho hai chị 2 triệu để lo lắng ha. Lo lắng hai con ha. Dạ cảm ơn. Để còn em Hải gửi nữa chị. Rồi thì hôm nay được biết gia đình mình hoàn cảnh khó khăn thì em cũng xin trích cái số tiền quỹ của chị Duyên ở bên tiểu bang Cali của Mỹ á, gửi cho gia đình mình hỗ trợ là 5 triệu đồng với dạ. Cái lời nhắn là chia buồn cùng với gia đình. Dạ. Dạ thì em gửi 5 triệu tiền của chị Duyên á. Dạ. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn chị Duyên. Dạ. Chị kiếm tiền nha. Dạ. Rồi, để thì em cũng biết gia đình mình khó khăn đó, có 2 người thân bị gặp nạn đó. Thì em cũng trích tiền quỹ của chị qua đến ở bên Mỹ á, dạ. Cho gia đình mình 2 triệu ha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Từ đây cái hiện trường xa không chị? Dạ cũng gần. Gần ha, chút nữa có ai dắt tụi em rồi đó không? Cái coi thử chỗ mà. Dạ. Có chị gì đó, cái chị nào qua đi chung á? Chị nào? Hằng. Kêu chị ba dẫn theo giùm. Kêu chị nào đó? Chị ba đi được. Chút hả? Để làm việc xong này ha. Vậy là mời 9 giờ mình làm mấy làm lễ động quan rồi. Dạ. Vì hai cái quan đi đến để mà làm nơi an táng luôn ha chị. Dạ. Lúc mà đem bé lên là dưới ảnh lên đó là thấy mình mẩy nó có bị gì đen ấy. Không bình thường mà con cái nó không có gì trơn, bình thường. Con cái hàng nhỏ nó bị nó ra nó sặc máu mũi mũi. Dạ, dạ như là nó tức tối không gặp mặt mẹ. Thì lúc đó chị chạy ra nó còn ngoe không hay là nó không có còn gì hết trơn á, nó cứng đơ luôn. Lúc mà chị phát hiện là đã bị lâu chưa, đã bị mà chạm điện lâu chưa? Nó có mấy phút rồi chứ không phải lâu nghe. Điện mưa mới mau. Lúc đó hết. Là chị lại đứng chạm vào áo của cháu luôn hay là đứng không, xa? Không có phải là chạm vào áo, chạm vào cái nắm cái giò của cháu, nắm cái giò thôi. Cái giò. Mà cái giò của mình á bị điện giật. À. Giò của mình điện giật mình phóng ra ngoài. May mắn quá. Cái chồng của mình lại ra nó. Chị bình giật. Tĩnh á. Chị bình tĩnh chị nhảy ra liền á. Cái mạng của mình lớn chứ không phải là không có cho chị là biết cách xử lý. Biết cách xử lý bình tĩnh á, gặp tơi là nhảy ra liền á. Dạ. Chồng của em giống như chồng nói nó thì vô nắm vô cái cọng dây chì là dạ, đó, dính vô luôn là nó biếu vô đó luôn rồi, dính vô luôn. Dạ. Cọng dây chì đó là cọng dây điện hay cọng dây chì chị? Cọng dây chì. Cọng dây chì dẫn điện, nó dẫn điện từ cái kia nó chạm. Nước ấy lên. Nó dẫn điện dính nước ha. Trời ơi. Là chị quay lại là chị gặp anh là quéo liền.
gặp vậy hai cha con vậy là như là khùng, la làng lên kêu làng xóm tắt cứu, tắt cầu dao, la làng như là không biết được gì hết trơn. Mà lúc đó có la lên được, có ai nghe, nghe liền không? Ai đâu nghe la, vậy chị ba của ảnh nó chạy ra, nó chị ba chạy vô nhà nó kêu cướp cầu dao đi chị ba ơi. Dạ. Chắc này em không biết gì trơn á. Cái lúc mà anh có nói với chị một câu là em ơi điện, là lúc đó là anh vừa nói xong là anh quéo anh không nói được nữa không? Không, lúc đó ông còn tỉnh bình thường mà ông quay lại chụp cái cây gọng dây chì. Vậy là điện nó dẫn tức như là chị. Nói để cho chị đừng có tiếp xúc điện đó, mà ai dè cái tay ông chụp vô dây chì luôn, vừa nói xong là chụp liền luôn. Xui rủi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 43 rồi. Rồi ổng nhỏ hơn anh tuổi. 44. Đứa bé là nhiêu tuổi chị? 14 tuổi à. Người cha là Lê Hữu Phước, còn người con là Lê Quốc Kiệt. Nhà có 4 người à, mà hai cha con ra đi. Giỏi không chị? Cũng học chung chung. Dạ. Cái này mình có rước thầy rồi lại tụng kinh chưa? Không. Không có tụng kinh hả? Không, không tụng kinh. Như là thường... ở nhà tự nhà tại đọc kinh thôi. Tự nhà đọc hay tự đọc? Dạ. Như cái mình thường ở học ở An Giang này là mình có người mất đó là lại đồng đạo lại cầu nguyện đó. Cầu nguyện đó con. Dạ. Tự nhà tại đọc thôi. Chị gom tiền. Ốc đi qua đây nè cưng. Đi thôi, đi bình thường đấy. Chị gom tiền, chị chia sẻ tiền cho tụi em chụp tấm hình. À, người nhà mình ấy chị. Muốn đầu tì. Đầu tì ha. Dạ. Còn mấy hàng ngày là anh với chị là đi trồng rau, trồng cải bán ha. Mặn mướn ta chứ không ai bán. Làm thuê chứ không có làm chủ. Dạ. Rồi bây giờ là ông mắc gì rồi chị tính làm gì không? Hay là mình chưa biết. Mặn mướn ai kêu mặn gì mặn nấy chứ biết mặn gì giờ. Làm lại nữa ha. Dạ, chứ mặn chuyện nhẹ thôi chứ mà chuyện nặng là không có mặn được. Vậy là chị lúc đó là mướn mấy công đất làm chị? Ba công, hai công chứ không nhiều. Ba công đó là anh chị trồng, mình trồng rau không? Trồng bắp, trồng này, trồng kia thôi chứ đâu. Ba công cũng không có nhiều. Ngày thường bé trai nó có tâm sự gì chị không? Có chuyện nhiều không? Ít, cũng khi ít lắm. Ít hả? Dạ. Cảm ơn mấy anh. Dạ rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi hả chị ha? Dạ. Rồi em nhờ... Dạ cô, để mấy em nhờ mà chị dắt vô chỗ hiện trường. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Đây là cái bản cáo phó nha. Cáo phó của hai cha con nè. Anh Phước, anh Lê Quốc Phước và con là Lê Quốc Việt. Dạ thì video của thằng Hải đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị em trong những video lần sau nhé.